Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và sau đây là một tin rất là đặc biệt giữa chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam và Kỳ Giang Nguyễn Hồng Mùi. Ngày hôm nay sáng sớm, anh đoàn trọng trong chương trình tin buổi trưa cũng đã nêu băn khoăn về cái tình trạng lung lay của ông Biden trong đại dân chủ. Như chúng tôi đã thưa quý vị, ngày hôm qua, đang chủ chiếm hai phe. Cái phe mà yêu cầu thay thế Biden tuy bây giờ còn nắng ít nhưng ngày càng lớn dần đi, growing ngày càng bình trướng thêm lớn dần thêm. Trong đó có cả một số ý kiến của vì mà chủ tịch khối thiểu số của hạ viện và của đảng dân chủ và một số anh em cố cán xung quanh nhưng bạn bè thông tin của Biden cũng có ý kiến lo ngại Biden, họ quý Biden, họ thương Biden. Mà thấy ông tận tùy Nhưng mà ai cũng bày tử vị Già cả sức yếu Thì người ta lo ngại Lo ngại hai thứ Lo ngại ông Ông Trump quá ư là Bá lắp như vậy Mà để ông làm tổng thống Nước Mỹ thì tan hoang Và thế giới tan hoang Mà nếu để ông Biden ra đó Thì liệu ông già cả bị cho là già nua quá yếu ớt quá lú lẫn quá thì liệu cái chống nổi ông trump không cả hai ông đều tệ nhưng mà ông biden chắc là tệ hơn đó là cái lo ngại chung nước mỹ và cái lo ngại đó nó đang cấu xế từ từ thấm từ 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 từ, từ về dân chủ và câu nói mà rất kịp đây tôi đọc tôi rất là tâm đắc là gì vẫn còn kịp để thay ngựa giữa dòng vẫn còn kịp được thay ứng cử viên tổng thống của Mỹ nửa dòng và nó cái thay đó nó có lợi cho đất nước và có lợi cho đảng dân chủ tuy ông Biden có phần nào không thích lắm ông ta vẫn nói là ông ta đủ sức đánh bại ông biết cách đánh bại ông Trump ông đủ sức đánh bại ông Trump và ông sẽ chứng minh là ông làm được việc ông nói vậy nhưng lòng người vẫn cứ lo Thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng tôi vào giờ chót, anh Bùi đã chuẩn bị một bản tin rất là công phu. Nhưng vào giờ chót, cái dòng tôi đọc qua hai một số bản tin trên báo Mỹ, đặc biệt là hai bản tin chính của CNN và The Hill đều cho thấy cái nỗi lo của người Mỹ, của nỗi lo đang chủ, bệnh nằm trên cái nỗi lo trên Breaking News là trang một trang trang trang, trang tin số 1 trên đường điện thoại tôi đi làm về tôi gọi điện thoại anh mùi hỏi trên mùi xem sao anh mùi ơi vì cái dư luận tin như vậy anh thấy sao trước giờ chúng ta lên chương trình còn 30 phút nữa các lẽ chúng ta đổi đề tài bổ sung cái đề tài anh chuẩn bị chúng ta có thể lùi lại chút xíu và bây giờ mình làm đề tài này chính và anh mùi sau khi mà đã đọc tin anh cũng đồng ý chúng tôi đây là bản tin mà chúng tôi cho rằng dành ưu tiên nhiều nhất trong gia đình tối nay tất nhiên sau đó không số bản tin quan trọng nữa tuy nhiên bản tin nhiều nhá độc giả của truyền hình Việt Nam 1, độc giả Cali Today là gì là những người luôn luôn nhận những bản tin hàng đầu top 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 hàng đầu hàng đầu hàng đầu, hàng đầu. Tư tiên số 1. chúng tôi hy vọng rằng quý vị cùng đồng ý với chúng tôi và nếu quý vị bằng lòng ưu ếm trời cho anh mùi và chúng tôi một cái một cái phần thưởng nhỏ đã quý vị ghi danh vào truyền hình Việt Nam 1. ghi danh vào truyền hình Việt Nam 1 không tốn kém gì cả chả không tốn kém gì hết chỉ tốn cho quý vị có một phút thôi ghi, ghi, ghi cái ghi cái ghi cái tên vào trong chương trình mình ghi danh vào chương trình truyền hình việt nam một quý vị được cái lợi gì không tốn kém được lợi gì tại những video mới quý vị được ưu tiên được người coi đầu tiên cảm ơn quý vị và cho anh mùi xin chào anh mùi thưa anh. Dạ, yeah, um, kính chào ông người Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của trường hình Việt Nam Mô cùng dụng như là Nhật Bảo Cali Today. Thưa quý vị thì ngày hôm nay, uh, nhiều thành phần đảng viên, đảng dân chủ họ rất là lo lắng trong vòng thời gian 24 tiếng đồng hồ thôi vừa qua cho đến hôm nay, á uh, tức là ngày hôm nay là còn một buổi họp mà. Uh, thì... Uh, uh, ngày chủ nhật cũng giống như ngày thứ hai vậy bên phía dân chủ bây giờ họ đang rất là lo lắng và không biết những gì xảy ra đây một số thành viên của đảng dân chủ mà có máu mặt á là giữ chức vụ lớn và họ có uy tín nhiều á, thì một số họ lên tiếng còn một số bình thường khác á, thì uh, họ cũng đợi xem những uh, uh, người đàn anh hoặc là người sếp mình họ nói như thế nào thì có những quyết định thì họ rất là lo lắng lắm thì uh, quý vị nghe nam cũng vừa trình bày vừa rồi á uh, phía đảng dân chủ thì bây giờ họ lo sợ như thế này cả thứ nhất á, là họ rất quý tổng thống Joe Biden tức tức là ông ta rất là nhiệt tình đồng thời tôi luôn đem hết cả uh, cuộc đời của mình sự nghiệp của mình lo cho cho đất nước cho người dân uh, uh, họ rất quý ông lắm do đó là không có gì để mà phê bình ông chỉ có phê bình là vừa rồi cuộc cuộc tránh luận vừa qua thì uh, họ không bằng lòng cho lắm. Uh sợ dễ cũng băng lòng tại vì có nhiều cái lý do lắm quý vị. Tại vì bây giờ tổng thống Joe Biden đã, đã lớn tuổi rồi này và hôm đó bị bệnh này rồi trải qua một uh, cuộc công du ở châu Âu này đó là vân vân chứ đó là nội dung dập như vậy rồi uh, uh, ngủ không đủ giờ này vân vân. đó đã xảy ra cái cái, cái, cái cái cuộc mà tranh luận đã bị gọi là thảm khốc và thất bại mà chính tổng thống Joe Biden cũng phải chấp nhận như vậy bắt nguồn từ cái đó với đó một số thành viên của đảng dân chủ họ sợ rằng liệu tổng thống của mình có đủ sức à, đủ trí khôn hoặc đủ tài trí để mà đổi đầu với uh, uh, cựu tổng thống đó trong và gạch đào trong bốn năm tới nữa hay không đó đặt câu hỏi rất là lớn và câu hỏi thứ hai nữa thì họ lập bếp đảng dân chủ thì nếu như mà bây giờ không tìm một người nào thay thế để đánh bài donald trump thì cái nền dân chủ của mỹ như thế, là thế nào là họ họ lo cho đất nước như vậy mà nếu như lọt vào tay của cựu tổng thống á, thì những gì sẽ, sẽ, xảy ra cho 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 người người dân thì những người dân mà ở um, giới trung lưu cũng giống như nhờ nghèo và người người công nhân làm việc họ, họ lo sợ nhiều cả lắm <laughs> bà bà cho họ có là có ít nhất là có ba phe một phe thì kêu gọi là tổng thống thôi Bây giờ thì ngài nên là nhường bước đi à, để mình kiếm ai nào đó để thay thế mà chống lại Donald Trump. Và một phía thì ủng hộ rất là nhiệt liệt ủng hộ là tổng thống Joe Biden còn một số thì bây giờ là họ đang đang ngồi để xem thử như thế nào. Thế như vậy rất là nhiều đảng viên ngày hôm nay họ lo lắng là chờ xem điều gì xảy ra với chiến dịch tả tranh cử của tổng thống Donald Trump à, của tổng thống Joe Biden và đồng thời họ rất là chọn vãn trước nhận diện biển trong vòng hai bụng giờ qua bác là bác nhận bộ. diện biển họ chọn vãn như thế nào thì thưa anh Nam và thưa quý vị thì môi sẽ trình bày anh Nam ra có cái diễn Nam bổ sung thêm nghe giờ dạ, mời anh già dạ. thì uh, 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 ngày hôm nay thưa quý vị thì bên CNN uh, 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 politics uh, political họ đưa ra họ, họ theo dõi từng giờ từng giờ của uh, những gì xảy ra ở uh, là các thành viên Đảng dân chủ họ cập nhật cái đó uh, tôi có cập nhật và tóm lược và tôi gọi đến quý vị cũng như anh Nam, anh Nam nếu cảm thấy mà mùi thiếu thì anh bổ sung thêm thì ngày hôm nay tôi kể về một thường nghị sĩ đầu tiên đó là thường nghị sĩ ở, uh, ở Vermont là ông là Peter Welch thì ông ta được trở thành một đảng viên đảng dân chủ đầu tiên uh, là công khai kêu gọi là um, tổng thống Joe Biden từ chức thì một ngày sau khi mà thường nghị sĩ ở Colorado là ông Michael Bennett nói rằng tôi không tin tổng thống có khả năng tái đắc cử đâu À, rồi một số đảng viên đảng dân chủ tại hà viện cũng kêu gọi tổng thống joe biden từ bỏ con đường tranh cử đi và dường lại những người khác có thể là đánh bại donald trump và giữ cái nền dân chủ của chúng ta hơn và cùng với một nhà tài trợ lớn đó là Trump uh, club này thì ông ta cũng, là, cũng kêu gọi là tổng thống joe biden thôi uh, ngài nên là nhường bước đi À, thì tổng thống và các à, trợ lý của tổng thống vẫn kiến quyết rằng tức là tổng thống riêng tổng thống Joe Biden nói là không có ai mà số một để đảm bại ông Donald Trump tôi là một trong những người mà là đứng hàng đầu có thể đảm bại ông Donald Trump à, và ông ta kiên quyết à, à, tiếp tục tham gia cuộc cuộc đua thì quý vị biết là ngày hôm thứ hai tất cả hai ngày ấy, khi mà gửi một lá thư dài hai trang đến thành viên đảng dân chủ Uh, là ông nói được kệ lệ những cái thành công của ông và và ông là khẳng định rằng là ông là một trong những ứng cử viên đứng hàng đầu thứ nhất có thể đảm bảo ông Trump ngoài ngoài ông ra không có ai khác và đồng thời khi mà tất giận thì ông gọi trực tiếp với cái chương trình là mẫu Show số á uh, thì uh, ông ông bày tỏ những cái 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 cái, cái, cái khẳng định của mình đó là ngày thứ hai thì thưa quý thì các lãnh đạo riêng mà lãnh đạo khối đa số thường việc đó là ông Chuck Schumer thì ông ông ngày hôm nay ông nhắc lại và là ông nhấn mạnh rằng tôi luôn luôn đứng sau uh, tổng thống Joe Biden và tôi ủng hộ uh, là ông ta là con thống đốc uh, dân chủ ở uh, Illinois là JB uh, R. thì ngày hôm nay thì thì được nghe nói rằng nói thế này là tôi không thích vị trí hiện tại của chúng ta là, là dường như ảm chỉ là ông nói dường chứ ảm chỉ cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới đây tức là ngày 5 tháng 11 á ông nói, ông nói thế này ý tôi là chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu tôi không biết phải nói gì hơn đó là cái trả lời như vậy vì vì biết đấy chúng ta phải làm là những gì chúng ta phải làm à còn thống đốc Michigan là Gretchen Whitner thì à, bà này là một trong những à, ngôi sao có thể rằng là ứng cử viên tổng thống người sáng năm. đó à, Nếu như mà thay đổi người giữa đường á thì bà Whitner cộng giống như là Gavin Newsom là một trong những người có thể mà được đảng dân chủ có thể chọn lòng à, đã chọn lựa. Thì ngày hôm nay thống đốc Michigan Gretchen Whitner cộng lên trên à, truyền hình cho biết rằng bà nói thế này sẽ không có hại gì cả nếu như tổng thống Joe Biden thực hiện một cái bài kiểm tra nhận thức thì một cái động thái có thể dập tắt những lo ngại càng ngày càng giá tăng về sức khỏe và tâm thần của ông ta sau khi mà màn tranh luận cho gọi là kém quậy nhất vào tháng xạo vừa qua đó thì bà nói thế này tôi tôi không nghĩ điều đó sẽ gây ra tổn hại gì cho tổng thống Joe Biden thì thì cái bà trả lời sau khi mà Abi Philip của CNN hỏi là liệu là tổng thống Joe Biden còn nên làm một bài kiểm tra về nhận thức hay là không thì bà trả lời như vậy thì trong khi mà tổng đốc là bà Michigan là bà Whitney bà thừa nhận rằng cuộc tranh luận không phải là một thành công lớn tôi đồng ý như vậy không phải thành công luận đối với tổng thống Joe Biden À, bà đã bác bỏ những lời kêu gọi tổng thống rút quốc hội trưởng dịch tranh cử năm 2024 là bà không đồng ý chuyện đó bà nói là những ai mà kêu gọi thì là đó là đội đội tôi tôi không đồng ý cái lời, lời, lời kêu gọi đó bà nói như vậy còn thường nghị sĩ đảng dân chủ là Chris Coon à, ở, ở, Delaware đã tìm cách bác bỏ những cái bình luận hôm thứ tư là à, khi mà à, Cựu uh, chủ tịch Hà Viện uh, Bà Nancy Pelosi Không biết sáng nay Nam có xem Bà Nancy Pelosi là Ngồi nói chuyện ở Trên chương trình Morning Show Của uh, MSNBC không anh à thì nhờ. Bà Nancy Pelosi đầu tiên Bà nói là tôi kêu gọi Tổng thống Joe Biden uh, Nên là từ chất đi đó, Nên rút lui khỏi cuộc đua đi Nhưng sau đó Khi mà được hỏi thì bà nói Tổng thế sáng này, này. Okay. Thì sáng quyết, quyết định đó nói là vậy. dành cho ông Biden à, đó, tùy ông tùy ông Joe Biden quyết định hay không mà thôi sang này bà nói về nhạc hơn sang này bà nói cái quyết định nó phải xin nhận trong bài linh thôi bà không có ý kiến dạ à, hả? thì không trước khi thì, thì nó nói ra là bà có ý định là kêu gọi ông Joe Biden từ chức và sau khi mà được hỏi tiếp thì bà nói không những mọi quyết định đó <laughs> thì để cho tổng thống Joe Biden từ quyết định lấy đó. thì subscribe cho kênh Ghiền này. Thì bà Nancy Pelosi thì bà nói tiếp như thế này. Tức là Tổng thống có quyền quyết định xem liệu là Tổng thống Joe Biden có tranh cử hay là không. Tất cả chúng tôi đều khuyến khích ông ta đưa ra quyết định vì thời gian không còn nhiều nữa. Đó là lời mà bà sáng hôm nay bà nói chuyện trên chương trình Morning Show của MSBC. À. <laughs> Rồi thưa quý vị thì cũng một số thành thành phần đảng dân chủ khác thành viên đảng dân chủ khác thì họ rất là lo lắng rồi cả cuộc họp chính thức để thảo luận về số phận của Joe Biden thực ra là không mang lại một sự đồng thuận nào cả thì tính cho đến hôm nay thì có chín thành viên đảng dân chủ tại Hà Viện và một thường nghị sĩ đảng dân chủ ở thượng viện đã công khai kêu gọi tổng thống từ chất như vậy là là kể từ hôm chủ nhật cho đến hôm hôm chủ nhật là mới năm vị thứ năm hả Thì thế ừ. bây giờ đến hôm nay tức là thêm bốn vị ở hà viện và một vị ở thường việt tức là là mười vị đó à. còn thì chứ còn các vị khác gồm có thường nghị sĩ tiểu bang Colorado đó là Michael Bennett thì cộng cộng thúc giục tổng thống Joe Biden nên xem xét lại đi à, thì khi mà thường nghị sĩ ở Colorado là ông Michael Bennett thì nói như vậy thì điều này cũng dậy đến một sự lo ngại à, về cái khả năng à, chiến dịch tranh cử của tổng thống Joe Biden à, à, và đó thì cựu chủ tịch à, là Hà Viện đó và Nancy, Nancy Pelosi thì sáng nay cũng uh, lên tiếng và chúng tôi đã trình bày rồi đó. Rồi uh, uh, khi mà Tổng thống Joe Biden đến Michigan á, vào ngày hôm thứ Sáu á, thì uh, dân biểu là Elisa Slotkin uh, thì đệ ra thì uh, là đến ở Michigan á, thì dân dân biểu Elisa thì có mặt với tổng thống Joe Biden nhưng uh, là bà đã từ chối là bà không có xuất hiện và cho từ chối hôm thứ thứ tư kia thì do đó ta không biết rằng là bà Elisa Cottin có ủng hộ hay là không ủng hộ ông Joe Biden à, thì người ta bây giờ đã đặt câu hỏi như vậy à, còn dân biểu uh, Blumenner uh, thì uh, là là dân biểu tại Hà Viện đấy là dân biểu thứ 9 mà kêu gọi tổng thống Joe Biden lên từ chức à, dân biểu trả lời luôn luôn là là tiểu bang Oregon à. à đã à, cùng với tạm người khác là kêu gọi tổng thống Joe Biden lên từ chức cái điều này rất là quan trọng thưa anh người Xuân Nam bây giờ các nhà tài trợ bây giờ bây giờ họ cũng trong cái bối cảnh như thế này bây giờ họ không biết như thế nào đó bây giờ những cái tài khoản họ ủng hộ thì bây giờ họ tạm dừng lại anh nam hay cả đó là một, cộng cũng, 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 là một cái nguy cơ anh nam thì từ là Priscilla là Alvarez rồi Jeff Jess Lenny rồi Alex là Saen là Kayla tao chưa của đó tức là 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 những người đó ở sinh họ có biết rằng các nhà tài trợ trong trong bộ cảnh như thế này họ cũng cảm thấy thất vọng thì theo nhiều nguồn tin quen thuộc bởi cái nỗ lực này các nhà tài trợ của đảng dân chủ lo ngại rất là sâu sắc về sự hiền diện của tổng thống Joe, Joe Biden bởi tất cả là ứng cử viên à, khi mà hiện nay các đảng dân chủ họ tiếp tục vượt lòng với con đường ở phía trước à, thì do đó, những cái vị này bây giờ họ giữ những cái tấm check lớn để mà tài trợ. À, thế khi mà, do đó xin em nói thế này, bây giờ là mọi thứ đều đóng băng rồi. Vì không biết chuyện gì xảy ra. À, thì bây giờ là mọi người đang ngồi để xem xét như thế nào. Thì... thì đó là những cái gì mà ngày hôm nay thưa anh Nguyễn Xuân không biết ăn có thêm gì nữa không thưa anh cái chuyện ông Trump với ông Biden thì thực sự ra mà nói theo tôi là hai ông đều quá lú lẫn quá già không ông nào nên ra cả ông Biden cũng như vậy ông Trump cũng như vậy cái vấn đề thứ hai là giữa hai người thì nếu chọn tôi chọn ông Biden hơn lý do là dù sao cho nữa còn lương tâm và thật thà còn Trump trong một cuộc tranh luận anh thấy cái 90 phút chìm hai người nói nói chuyện chưa kể mình chưa kể là mấy cái mấy người moderator mấy người điều phối của trên luận hỏi nữa anh biết không trong uh -huh. mắt mấy người điều phối hỏi trong vòng cộng khoảng mười phút thì còn một trăm uh, còn tám mươi phút chia làm hai thì mỗi bên là bốn mươi phút trong bốn mươi phút đó thống kê số lần nói dối cũng trong với láo nó bày nói xạo là khoảng hai mươi tám lần trung bình hơn một phút đồng nói láo một lần cái đời vua nó láo, vua nó dối, vua phịa, trên thế giới này không ai khác hơn ông Trump. Bây giờ anh nghĩ đưa một người như vậy lên làm tổng thống thì nước Mỹ còn là đánh mùi tan nát hết. Nước Mỹ còn là tan nát hết. Và ông chưa lên không biết ông làm được gì cho đất nước. Mà ông đòi được trả thù. Và sắp tới tôi nghe anh có băng tin một ký giả của NBC lớn của Mỹ cũng sẽ tuyên bố rằng nếu ông Trump mà đắc cử thì cái đoạn này cũng sẽ trốn ra ngoài quốc ở Bởi ở nước Mỹ sợ ông Trump trả, 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 thù cái không khí làm không ra giống gì cả rồi là chơi với tập cận bình chơi với Putin đàn em Putin rước Putin qua tàu bạch ốc rồi Kim Jong Un qua tàu bạch ốc thì còn gì từ nước Mỹ à nhưng mà dân đã chọn thì chịu tiêu dân đã chọn thì mình chịu thua thôi nhưng mà có thể nó một cái cơn hoảng sợ ông 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 bay nước thì bà con lo sợ là không có khả năng lãnh đạo già ai cũng vậy thôi không trách chuyện bay đi mình cũng vậy buồn già cả thì trong nhà quý vị thấy uh, ông nội ông ngoại của mình hay bố của mình đó, trên 80 mươi thì bắt đầu làm cà làm cảm Là đúng anh Bùi, anh mùi dạ yeah, uh -huh. làm sao phải đi ông là thách tầng đâu ông ông như một thằng thanh niên lắm mới đến cái bài diễn văn đó rồi tôi có một thời trẻ trung như quý vị và tôi có một thời hùng biện như quý vị như, như cái thời nó đã, đã qua rồi thì chúng ta phải chấp nhận cái thực tế vậy còn ông trung có khá gì hơn không hơn chút tuổi trẻ nhưng mà những tư thói hư tật xấu thì cũng cũng hơn luôn thì sẽ chọn ai chọn cái già và tốt hay chọn cái xấu mà cải chớn Thế anh Bùi, nếu anh Bùi chọn, anh Bùi chọn ai? Chẳng chọn ừ. ai hết. Ờ, thế theo mùi mùi chọn có, người có đạo đức Đó, nhiều Thương người là con người thiếu đạo à. đức dạ yeah. Đầu ông là lãnh đạo nước Mỹ là gì? Là lãnh đạo một một hệ thống lãnh đạo, một đảng lãnh đạo. Một bộ một, bộ mấy người lãnh đạo. Chứ không phải là nếu ông Trung yếu còn có bà Kamala Harris. Bà Kamala Harris còn yếu thì có ông Bộ trưởng Ngoại giao, đúng không? Tránh văn ừ. phòng đúng đủ thứ nó có thể kiềm chế lại nó bổ trợ cho nhau chúng ta không lo cho nó nhưng mà đưa ông Lương mạnh mà lên làm tổng thống thì thí thí tổ nước Mỹ rồi đó là cái nỗi khi lựa chọn rất là khó khăn của người Mỹ trong cuộc bầu cử này theo tôi cả hai nên về vườn hết nên hoãn cuộc bầu cử này lại một năm để các nguyên viên mới ra và chi quyền của ông 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 Biden có thể làm thêm một năm một năm extended mở rộng gia hạn để còn cho chúng ta chọn lựa ứng cử viên khác hoài là nhân chủ và cộng hòa đã tranh cử và nên có quy định thứ nhất là quá mức tuổi nào đó sẽ không được ra tranh cử nữa thứ hai là ứng cử viên mà tội phạm hình sự thì không nên ra tranh cử hiến pháp bị xưa đây phải được bổ sung chứ còn qua thực tế thấy hiến pháp bị nó còn thiếu sót quá anh buồn đó là... ừ. ừ. không thì những cái cái đó người ta cũng trước đây các nhà lập quốc ở người Xuân Nam thì họ không nghĩ rằng là những người giới tinh hoa của đất nước á, mà khi mà họ đã gọi định ra để mà phục vụ cho đất nước cho nhân dân thì những người đó là tinh hoa của đất nước rồi, họ không nghĩ rằng là những người đó họ phạm những cái lỗi về hành xử hoặc là nội lão, nội lường này cái nọ, mì dân thì có nhưng vấn đề nội lão, nội lường, nội gạt rồi uh, có thể xóa tan đi cái 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 nền dân chủ là những nhà lập quốc họ không nghĩ ra cái điều đó anh nào? ok thì... đầu họ, họ nghĩ người lãnh đạo quốc gia phải lương thiện, vậy à, à, đó là những người mà tính hoa của quốc gia rồi mà khi mà những người tính hoa quốc gia đó thì họ được đào tạo và họ được sống trong một môi trường rất là đạo đức, môi trường rất là trí thức, môi trường rất là lương thiện là các nhà mà lập quốc và các nhà mà soạn thảo các hiến pháp họ không nghĩ đến cái điều đó đâu. À. Thì cũng giống như đức Phật khi xưa đó ở Nam, những cái gì xảy ra tăng đoàn cái đó mới tạo ra giới, thấy không? À. À. Thì thì bây giờ đây là một tiền lệ sẽ tạo ra giới. Thì anh Nam cũng đề cập đến 40 phút cho mỗi người mà trong cái trong 40 phút đó thì cái tổng thống câu tổng thống đó nó trong đoạn nói lão đến 28 lần à mà há mới tạm lần này không được phát đạo đáng lại đã có phát chat ta chừng ngay kia à, thì cái đó mà các nhà báo chí bây giờ hiện nay người ta à, à, người ta dạng cái dạng cho cựu tổng thống đó trông là gì là nội lão bình hoàng và 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 nội lão bẩm sinh à. uh, con liar uh, pathological liar tức là nội nội lão là người nội lão bình hòa một người là lão động sinh. Thì ngay cả anh biết rằng cái cái dự án 2025 thì đó cái dự án tức là những người mà trước đây đã từng phục vụ cho cựu tổng bộ trung và những người thân cận là soạn thao cái dự án này kế hoạch này và dự án này mà ngược lại ông nói đó tôi không biết ông mấy mấy người đó là ai hết trơn mà tôi không biết cái dự án này là ai hết trơn à. anh thấy như khi ông làm cách trắng trợn lắm đó rồi bây giờ cái dự án cái này... câu người ta nói đau trắng trợn gần đây nhất anh biết không ông đã từng cả trăm lần nói lock her up, ấp như chị đó uh -huh. ông nói ai anh biết không tham à, gia bà Bill Clinton à, bà, Hình, Hillary Clinton bây giờ ông dám nói ông có nói câu đó bao giờ đâu à hả? Ừ, ông nói nắm tới cái mức đó thì anh chịu nổi không? Có như ông, ông, ông nói thế này, ông nói thế, ông nói như thế này để cho người dân mà khi mà phò ông trống rồi nói là ông trống nói đúng cho nó, ông trống nói thế này, ô oh, tôi đâu cũng nói điều đó đâu, những người mà ủng hộ tôi nói điều đó cho đó tôi lập lại. Rồi anh thầy Nói trở như vậy anh thấy. Kinh à. Mạng. Ở đi kiểu như vậy, thì anh thấy ngay cả cuộc tranh luận thôi, vấn đề khi mà đưa ra cái chuyện mà bà Stormy Daniel à, thế bây giờ đã kết bộ ba mươi bốn tội tội danh rồi à mà bà sau mới đến nhau là chứng minh rằng ông có làm tình với bà ở khách sạn này cái nọ mà trong cuộc đi bay đó nó ơ tôi đâu biết bà nó là ai đâu anh thấy không nó có <laughs> chuyện cái chuyện rõ ràng đó Bà xin cho tôi có bảo, ông vụ đứa kiện, ông thua hai vụ kiện. Ông bà tôi chưa biết bà đó là ai, chưa hề cũ bà đó. Cái gì trong nó nóng, làm sao <laughs> mà tin? bây giờ tôi nghĩ có cái giải pháp dễ nhất là đặt trong cái vương quốc nói láo và mở về làm vua của nó vua yeah. À, vương quốc à. nó thì, thì cái vấn đề mà thưa quý vị thì uh, khi mà cựu tổng thống trước bây giờ đã bắt đầu thành lập nội các đó, đã thành lập nội các rồi vậy rồi bây giờ là một số người một một cựu tổng thống bây giờ lên kế hoạch lên dự án hình trong rồi đặc biệt là là cái dự án uh, là uh, project 2025 á uh, là đó là cái Harrison Foundation á. tức quý vị, thì bây giờ những cái này bây giờ lo sợ lắm là những cái dự án này và đồng thời những cái tuyên bộ của cựu tổng thống tức là trả thu trả thu trả thu đó. Thì ngay cả cái nồi cá của ông thì ông nói rằng là bây giờ là cái nữ chứ chọn nồi cát là ai bây giờ chọn nồi cát là những người mà trung thành nhất mà thôi đó thì cái dự án cái project 2025 này là như thế nào đó bây giờ khi hồi sáng này á, thì là MSBC và đồng thời là cô Nicole Wallace đưa ra dự án thế này. Cái dự án 25, 20, 25 này có ba cái mục mà họ đang lo sợ đó là tái cấu trúc lại cái bộ tư pháp. À, cái, 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 tái cấu trúc bộ tư pháp thế nào? Cái bộ tư pháp này thuộc quyền điều khiển và điều hành của Tổng thống. À, do đó, à, chứng tỏ rằng là cái, 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 cái lời của cựu thủ trong bàn những công tác của ông nói là vấn đề mà đe dọa là thanh trừng rồi trả thù này cái nọ cũng giống như Steve nên vậy. Ô, nếu chúng tổng thống lấy rồi có như là có vụ trả thù rõ ràng thôi à? Đó, giống như dẹp bỏ FBI xem lại hệ thống FBI như thế nào rồi uh, truy tố là bên uh, thành thành viên bộ tư pháp ngay cả bộ trưởng bộ tư pháp vân vân. Đó thưa quý vị thì không phải là từ tổng đổ trong là ông ta không không giàu kiến đâu ông nói công khai luôn mà ngay cả những thành viên của ông và ngay cả những tài liệu ông cũng công khai là nói là vấn đề mà trả thù à, là thứ nhất tức là Tải cấu trúc lại cái vấn đề bộ tư pháp và thứ hai nữa nới rộng quyền hàng cho tổng thống và cả thứ ba nữa cái điều này là chúng ta có, có trình bày với quý rồi vị rồi và tức là những nhân viên về liên bang á, những nhân viên liên bang là tổng thống Donald Trump sẽ thấy toàn bộ hết và thấy vào những ai và những người mà trung thành tuyệt đối với ông ta cái điều này ông ông đã nói tức là nhiều lần nói trong vấn đề mà cũng có nhiều rút kinh nghiệm là 4 năm vừa rồi Đấy, đó. là những người mà làm việc cho ông trước đây là nói là trung thành thì sau khi đó thì quý vị có những một số người bây giờ quay mặt họ phản bội lại ông á, bây giờ là cựu tổng trong đã có những cái, cái, cái cái vấn đề mà trả thù thì quý vị để nghe là người dẫn chương trình MSNBC đó Wallison, là Nicole Wallace mà thủ nhận như thế nào à, nói thế này cái rủi ro cao mà tố thủ thủ nhận bây giờ tức là lo sợ về sự trừng phạt và sự trả thù cách tàn bạo như cựu tổng tổng đối nói trong đã hứa thì người dựng chương trình FFPC đó lên đi Hollywood thủ nhận rằng là bà ta càng ngày càng lo lắng về cuộc sống của mình ở Hoa Kỳ mà nếu như cựu tổng thống trong tái đắc cử. Thì các thành viên tham gia hội thảo hôm thứ hai đã đề cập đến cái dự án là Project 2025 là của quỹ di sản là Heritage Foundation đó. Thì kế hoạch như thế nào? Kế hoạch được một số người trung thành với cựu tổng thống trong lên kế hoạch cho nhiệm kỳ thứ hai của ông ta. Và có thể xảy ra, chứ không phải là không thể xảy ra được. Cái điều ông Trump đi vào tòa bạch đó có thể, chứ không thể đánh giá thấp được. À. Trong số đó có chuyên gia độc tài đó là Ruth Ben-Ghiat và cựu dân biểu David Rowley, à, đảng Cộng hòa ở Florida, cùng với nhiều người khác nữa. À. Và những người đã từng làm việc rất trong thành phố Donald Trump đã nằm trong cái kế hoạch, tức là dự án 2025 này sau khi mà nó thảo luận về những dự án này thì cô là Nicole Wallace đã xác nhận những lo lắng càng ngày càng tăng của cô của bà ta về sự an toàn của chính cô và sự an toàn của nước Mỹ nếu như mà từ tổng thống Trump trở lại tòa bệnh ốc à, Nicole Wallace thủ nhận thế này tôi sợ ông Trump làm những những điều mà ông ấy đã nói và ông ta sẽ làm và tôi không sợ những, những điều ông ấy chưa nghĩ đến. À, tôi sợ ông ấy hoàn thành những dự án đang được tiến hành. Bởi vì trong một gia đình mà có hai nhà báo như tôi chẳng hạn thì chúng là chúng tôi có nguy cơ rất là cao về sự trả thù, về sự tác động của nội sợ hãi, nỗi sợ hãi tạo ra sự điên cuồng. Mà sự điên cuồng đó tức là một số người trao quyền độc tài cho kẻ độc tài đó là Donald Trump và bà ta thủ nhận rằng bà ta đang nhìn thấy điều đó đang xảy ra chung quanh trên các phương tiện truyền thông và chính trị à, bà cũng tiếp tục như thế này mối đe dọa của chủ nghĩa độc tài à, chủ nghĩa độc tài điều đó gần như là quá nhẹ nhàng mà bà sợ rằng đó là chủ nghĩa phát xít và mô tả gần hơn đó là sự trả thù một cách tàn bạo mà cựu tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn. À, cái điều này khiến cho bà ta tự hỏi làm thế nào để vượt qua là những tháng sắp tới đây là cương lệnh của đảng cộng hòa chỉ làm dịu bởi những ngôn ngữ và những ngôn ngữ được lựa chọn nào là bình đẳng này, này cái nọ nhưng thực sự là bình đẳng trong hôn nhân rồi đạo ngược quyền phụ nữ như thế nào rất là sợ sệt do à, đó là bà Nicole Wallace không chấp nhận những cái điều những ngôn ngữ được lựa chọn của đảng cộng hòa thì như, như bây giờ cựu tổng thống ông Trung này ông trước đi quyền là người phụ nữ ta là cấm phá thai rất là này giao việc đó ông Trung nói ô tôi giao việc đó cho tiểu bang thì điều này có nghĩa rằng là cái quyền đó bây giờ phải đặt trên bang để xem xét lại hay sao và quý vị cũng đã thấy cả các tiểu bang họ đã hình sự hóa lực luật này rồi tức là họ bắt giữ là những ai vi phạm những những cái điều đó rồi vấn đề thủ tướng trong bắt giữ cả các công tố công tố viên à, bây giờ trả thù đó và kết tội họ nếu như mà cựu cựu tổ trong trở thành nhiệm kỳ thứ hai của ông ta điều này theo bà Nico Wallace mà nói điều này nước Mỹ chưa từng chưa có bao giờ và chúng ta chưa từng bao giờ sống như vậy trước đây đó là điều mà ông Donald Trump ông hứa hẹn trả thù ông sẽ thực hiện theo là ông Michael Cohen là một trong những luật sư mà sửa xa cho cựu tổng thống Trump trong ông ta biết trong cuốn sách là trả thù là ông ta đồng thời ông ta nói 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 những điều này là khi mà ông ta ở ở, ở sau song sắt khi mà ông ta ở tù đó thì ông ừ. ta nói thế bộ tư pháp lúc đó cho đến nhân viên cục nhà tù đã tìm cách buộc là tôi ta là ông Michael Hen là ký từ bỏ các quyền trong tu chỉnh đạo thứ nhất có nghĩa là ông ông không có quyền gì là để mà kiện cáo là nằm trong những cái điều này trong tu ải tu thứ nhất à. mà nếu như ông ký mà bại bỏ quyền trong tu án thứ nhất là, thì ông được tự do nhưng ông không chấp nhận điều đó và do đó ông bị ở tù trong thời gian 3 năm À, thì giờ đây khi mà cuộc bầu cử sắp đến, ông Michael Cohen nói thế này, ông không ngại thừa nhận rằng là ông được coi như là kẻ đi xin tị nạn nếu như mà ông Trump nhận chất vào tháng giêng ngày 20 tháng giêng năm 2025. Ông Michael Cohen cũng giống như bà Nicole Wallace cũng nói cũng như vậy là sau khi những vụ kiện chống lại Trump bị bác bỏ, à, tức là tòa án tối cao phán quyết là quyền miệng trừ truy tố tuyệt đối của tổng thống đó. do đó kéo theo những cái vụ kiện trọng lão trong có thể bị bạc bỏ hoặc là có thể vô hiệu hóa à. như vậy không có kẻ thù nào của ông Trump được an toàn đâu ngay cả chính Nico Wallace ngay cả ông Michael Cohen nữa đó là một cái quyết định không kiếp rất là khủng kiếp đó à của tòa án tối cao dành cho cho những người mà nàng nhân của ông Trump. À, thì các, các nhà báo viết bài cho các cơ quan ở nước ngoài, kiểu như ở Nga và Hungary à, đã nhắm mục tiêu hoặc là bị bỏ tù. À, có nhiều nói không tốt về Nga, không nói không tốt về Hungary là bị nhắm. Đó, đó là mục tiêu. đưa ra thí dụ như phóng viên Ivan Gravkovich À, của Wall Street bây giờ đang ở tù tại Nga đó à, kể từ tháng 3 năm 2003, 2003. thì ông Putin đã khẳng định rằng tay này là một tay dạng điệp chữ phải là tay là phóng viên ở à, thì như vậy tất cả các bài các là nhà viết báo hay là các nhà thông tin mà chống lại các các, các quốc gia giống như, như nga không có lý hạn ở thì đó là những người đó là phỏng, là gián điệp ở chứ không phải là phóng viên À. thì nếu như mà ở giữa thời kỳ cựu tổ trung có thân thể với nó thì thân phận người đó như thế nào à. thì uh, thưa nam yeah. ngay cả những người mà sáng lập dự án liên hình trong đó có rich wilson cũng không khỏi là lo sợ cũng nằm trong sổ phần cũng giống như, như bà nicole qua cũng giống như, như thân phận của ông michael cohen và ông sang nam dạ yeah. wow. rồi anh anh mùi tiếp tục nhìn ở đây à tập ngày hôm nay thưa anh Dương Nam tức là nội sợ hãi về Biden cũng như ông Trung, bao trùm trong, trong cái hội nghị thượng định NATO á à, thì cái bài này cũng hơi dài đó à, thì uh, bây giờ hội nghị thượng đỉnh NATO gồm 31 uh, quốc gia họ điện họp thế bây giờ họ cũng sợ lắm bây giờ là nữ sợ là sợ là tổng thống Joe Biden á thế bây giờ là có thể là già nua này kia nào nó không biết là ông có chống cử được hay không đó là nỗi lo sợ thứ nhất và nỗi đó sợ thứ hai á mà nếu như mà tổng thống câu tổng thống Donald Trump trở lại tòa bạch ốc thì đây như là một cái nightmare của 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 của, của uh, là nơi thâu anh của sông Nam cái bài này á, thì họ phân tích nói vấn đề nội sợ hãi là gì à, nội xã hãi của họ đối với ông Biden đối với ông Trump rất là nhiều thì bây giờ mùa nói vấn đề cái này thôi mà ngày uh, tuần này tức là họp thượng đỉnh của NATO á, thì, thì từ tổng thống trong nhắm vào ông Biden như thế nào à, thì có chắc là cái bài mà à, cái nội nội lo sợ của các các được thành viên NATO á sợ ông Biden như thế nào sợ ông... Đơn như thế nào thì, thì, thì có thể để ngày mai năm hả? Yeah. bây giờ nói vấn đề là ông Trump là nhậm vào ông Biden về việc tài trợ NATO thôi ha yeah. nếu anh còn một, một cái bản tin breaking news gì ngắn nữa thì anh thêm vào ha dạ yeah, dạ yeah. thưa quý vị thì ngày hôm nay thì cựu tổ, tổng thống Trump nhậm vào ông Joe Biden Cả thứ nhất là như thế nào việc tài trợ cho NATO Đó. thì uh, quý vị đã biết rồi ông Donald Trump nói là ah, uh, chỉ có tôi thôi uh, 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 nhờ tôi bây giờ NATO còn tồn tại mà nếu không có tôi thì bây giờ NATO đã tan rã hết trơn rồi <laughs> anh cũng nghĩ điều đó anh Nam và ông nói thế này có tôi đó do đó tôi, tôi buộc rằng là các nước thành viên của NATO phải đóng ít nhất 2% phần trong quốc phần của họ trong phải cả nhờ vào Mỹ hết trơn thì đó là những cái lịch của tôi anh nghĩ sao những những tuyên bố anh Nam trước khi là mùi uh, đi vào chi tiết vấn đề mà ông ông nhận bằng ba ông cười ông ông lo dân da đen nhất vì sau ông Abraham Lincoln, ông gì mà tổng thống thời kỳ chiến, chiến tranh nô lệ đó, ông Abraham Lincoln phải không? À, ông... Ông à, à, sau ông tổng thống đó, ông là người lo cho người đen nhất. Tổng thống Nóc Phi đó anh, hả? Không, tổng thống đó cái cuộc chiến mà Nam Bắc Mỹ anh. À, Bắc Mỹ, à... à, 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 à đời dương không biết nhớ chính xa tên ông không gì. À, thì, ông gì ông ông, ông, ông ông ở tù mấy chục năm sau khi ông ông là ông là nói chung là nói ông trong ông là tổng thống thứ hai có công nhất của người da đen lo người da đen nhiều nhất nhiều thứ gì trong lịch sử của nước mỹ anh biết nhiều người ôm bụng cười một là ông không biết sử là mẹ vậy đấy hai là bị bóc khét bây giờ dân da đen gì bản tin mới đọc đang đọc đó thì có 10% phần trăm ủng hộ người ta thôi chỉ có 10% phần trăm người dân nước mỹ ủng hộ người ta thôi 75% mươi phần trăm ủng hộ ông 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 Biden. và số còn lại chưa quyết định số người ủng hộ ông ông, ông trump dưới mười phần trăm thôi nó có black caucus á. nó lắc đầu luôn nó không này chịu nổi ông cứ nói phép làm sao tin được cho nên có thể là ông Biden nói đúng là ông biết ông đang ở đâu ông biết ông sẽ chiến thắng hay không chiến thắng Bài nói đúng không không tại vì ông phải Điên có cái cơ sở của đảng chủ của tổng thống đó, nó có cái bộ phận thăm dò riêng của nó anh em để nó đo, đo được như vậy cái cuộc tin nó cũng chính xác lắm Không phải không nhưng mà ông trung cứ bữa ra nói Vậy làm sang tin cái gì cũng là nhất và các thứ hai cái điều hỏi này trong suốt 10 năm nay nghe nói ông Trump nhiều từ năm 2015 16 đến giờ này anh thấy có bao giờ người ta nói người ta có khuyết định nhỏ đâu không ừ. trong khi tranh luận mà yếu đó người ta nói đủ bao nhiêu gì đó là lỗi tại tôi đúng không ừ. ông ông nói cũng rất rõ ràng lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi đàn còn vậy bao nhiêu lần làm bậy cũng ông, ông có thừa nhận kết quả không có thừa nhận làm bậy không? và có thừa nhận dẫn... Coi xin... à, xin tổng tổng thống uh, Mandela Nam. À. Ông, ông Mandela Châu Phi. Châu Phi. Ông tổng thống trong, trong đề nghị thế chiến trong trong đầu tổng thống, chiến tranh Nam Bắc Mỹ á. À à. ông Nào ông Mandela. ông ông tổng thống Nam Nam Bắc Mỹ trong cuộc chiến Nam Bắc Mỹ đó. thì do 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 vậy. Tôi hỏi trong bài diện, bài tranh luận có 40 phút của nói chuyện mà mà 28 lần nó láo thì vị chi cứ hơn một phút là nó láo một lần tôi thách anh tìm người thứ hai trên thế giới mà chỉ nước mỹ có người nó nó láo tầm cỡ Donald Trump và anh thấy ông có đưa cái chính sách nào để phát triển nước mỹ cái đàng hoàng không ừ. giật gấu vá vai rắp lắp rép tùm lum nói lên đạo lên tình diễn đàn suốt các kỳ vận động tranh cử không nói cái gì thì chuyện Biden thôi ông có đưa cái ý kiến nào xây dựng quốc gia xây dựng đất nước như thế nào không ai kế hoạch phải dự án về cánh nền cánh tệ của hoa kỳ cả có công. mẹ vậy đó chỉ có cái chửi lộn thôi uh -huh. tổng thống chửi lộn tổng thống nói dối thì nếu bầu vì bầu tổng thống thì chúng ta đặt tổng thống trên cái ghế tổng thống đó. tổng thống chửi lộn tổng thống nói dối thì tôi bầu tôi bầu vô địch luôn Thì nó rõ ràng như vậy thôi Thế anh nghĩ như thế nào là có như là tên cựu tổng trong là chê là, là, ông Joe Biden là ngu ngốc à, ông thấy không bây giờ tôi làm bốn năm thôi kia tôi bốn năm coi như là Kim Jong không đồng đến là mỏng tay tôi à, tập cân bình không đồng đỉnh cái mỏng chân của tôi putin không giảm chứ là là tôi là hỏi thằng tôi tôi hỏi ông hỏi gì ông đứng chờ trong cả tổng thống là nước bị đứng chờ biên giới chờ thằng chư hầu ở cỡ như kim jong un đó đứng ba bốn tiếng hồ chờ kim biên giới trước nắng đến mưa để chờ kim jong un tới không thằng kim jong un chơi rất là sắc nó không tới đúng giờ nó bắt ông ông trump đứng 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 chờ ông trump cúi đầu không đứng đứng chờ là sao danh dự nước Mỹ đâu rồi lại o Kim Jong Un tất cỡ đó thì, nó, rồi tập Tân Bình thì nói cái gì cũng nói theo 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 theo, theo ông Putin á bỡ đỡ Putin đến mức độ bây giờ cuộc chiến Ukraine rõ ràng cả thế giới ai cũng biết đủ đứa con nít cũng biết là nga xâm được Ukraine vi phạm chủ quyền xong được Ukraine mà ông nói nga không hề xâm được Ukraine anh tin như vậy không uh -huh còn, còn khen ông Putin nó coi như là thông thái phải không? Thì anh thấy một người như vậy Mới cái nhận thức như vậy Thì làm được cái gì Một người mà có anh có thấy hai, ai rồi đi cháu ruột Hai đứa cháu ruột mình nữa. Con Mary Truman, ông anh mình Cô Mary Trump và Ông anh của, cô ta Đều biết sách chửi ông Trump không Trong cái họ tộc nhà anh mà anh có biết cái họ tộc là của người dân tộc Việt Nam mà cháu biết sách để chửi chú mà hai anh em đều biết hết hai chị em đều biết hết rõ ràng như vậy Bắc hàng á thì một một vị tổng thống cường quốc của thế giới mà đi đến đời một một vị lãnh tụ một, một quốc gia rất là nhỏ mà từ xưa đến nay chưa có vì tổng thống nào mà mà coi như là à, tiếp đón nữa mà cựu tổng thống lô trung đến nơi chỗ à, biên giới à, à, bằng địa điểm à? đến đời kim dung uông rồi nó vẫn đêm à, à, tập Cần bình à, thì ngay cả bốn năm cựu tổng thống trung là là trị vì thì người con gái của uh, cựu tổng thống Trump là có mười mấy trái mát ở trong cộng và ông Donald Trump là làm ăn trong thời gian bốn năm đó kiếm được bao nhiêu triệu ở uh, Bắc Kinh uh, điều đó điều đó nói rõ rồi và đồng thời cái chuyện dịch mà tariff đã đánh thể trên mặt hàng của trong cộng á thì cuối cùng thì các nhà phân tích về kinh tế các nhà phân tích về à, vấn đề mà à, đảnh thuế trên mặt hàng thì cái số tiền đó ai trả cái số tiền đó có phải là nhân dân người mỹ trả tiền cái số tiền mà cựu tổ trong đảnh thuế trên mặt hàng của trong cặp bây giờ bây giờ đừng nói dòng giờ dài đâu tôi hỏi anh không nè mấy anh này thấy cái nhiệt độ trái đất nóng không uh Nó biến đổi khí hậu cái, cái kinh hoàng không biển tây à. với mỹ thì rất là nóng đúng không ừ. ai cũng nói đến biến đổi khí hậu toàn cầu Chỉ có mình là ông trung mà hủy bỏ thì bước đó rút ra khỏi bước đó ai cũng thấy trung cộng mình trước cái biển đông đó. nhưng cái việc ông Obama làm thì ông trung nó là gì rồi dẹp mẹ nó cái cái liên minh là hiệp hiệp ước uh, biến đổi khí hậu năm 2015 ở Paris hiếp, thưa anh hiếp, hiếp ước, uh, rồi thì bỏ theo bước châu châu á thái bình dương của mỹ ừ. Rồi anh thấy rằng là gì nữa cái Obamacare nó giúp cho 35 triệu nhân dân nghèo của mỹ 45 triệu thưa anh 45 triệu nhân dân nghèo của mỹ ông rồi dẹp này cái Medicare đi, cái 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 dẹp mẹ, cái Obamacare đi bảy người dân nghèo của mỹ 45 triệu người lấy gì đi, đi, chữa bệnh ông có lo cho ai đâu ông chỉ có cái tự ái bị hờ thù ghét hờn giận cho nên cái bà phóng cho phó, phóng viên NBC anh vừa nói là đời đi ra ngoài quốc sống nếu ông làm tổng thống tôi bị ông trả thù vậy thôi ông chỉ giỏi như vậy tôi chúng ta muốn ông làm tổng thống như vậy thì bỏ ông đi cũng giống như cái trường hợp trung giống như những người kháng chiến theo việt cộng đó, nằm bùng ở sài gòn trước 75, Lâm, quỳnh tân mẩm này nọ phải không Ừ. N nằm bùng biết bao nhiêu nằm bùng phải không rồi khi mà đó nước cộng vô bà thần giải phóng nó lật đổ cái rầm bị dân hết rồi những người thấy không anh bỏ chạy trốn vượt biên chạy hết là khi mà tiếp nhận được sự thật là thu lấy bị cộng nó rất là hay biết bao nhiêu thì theo nó kháng chiến bỏ đô thị xin mưu xin xuống đường biểu tình chống mi ngụy anh thấy không rồi cuối năm bây giờ tới thằng nào đi theo bị cộng bỏ chạy hết rồi ngồi, ngồi, ngồi quát chết không đi chạy vượt biển vượt biên khác trôi lên biển cũng vậy lỗi tại ai lỗi tại chúng ta tin việt cộng lỗi tại ai ta nghe lời dụ dỗ của nó lỗi tại ai ta nghe lời dụ dỗ cho chúng để xem đi thì anh thấy ngay cực hiệp hiệp định độ tác xuyên thái bình dương à cái này anh khỏi nhắc đến là tpp anh thấy không à, thời kỳ cựu tổng tổng barack obama đã dày công làm của chuyện đó à tức là nhìn được cái cái cái, cái thị trường của ông Thảm bán đứng, rất... ông bán cả châu Á thái bình dương cho về cho tay trung cộng, ông chống ông chỗ ông trống trung cộng chỗ, chỗ chỗ nào, rút toàn bộ trận địa ra đồng minh ra khỏi trận địa khu vực châu Á thái bình dương như sân chơi trung cộng á thì trong khi Biden là gì chấp nhận lùi bước nhượng Việt Nam chút xíu, kéo Việt Nam ra khỏi Trung Quốc, Trắng Việt Nam trắng B, Đài Loan trắng B, Nhật trắng B các nước Đông Á trắng B lại trong khi ông là gì mở cửa sạch hết cho việc trung cộng bước 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 vào vào bộ cho á thái bình dương thì ông chống nó không chỗ nào bây giờ là anh thấy bây giờ tiệt nhất là vẫn đem uh, cái, cái, cái TPP tới anh nhiều số Nam. hiệp định Độ tác uh, là số thảo bình dương á thì sau khi mà Mỹ rút ra rồi á, thì Nhật nhảy vào á, rồi sau này Nhật chạy vào, coi như là coi như là cái 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 hiệp định đổ tác xuống thảo bên dưới như vậy á, để ngắn chân trống cộng để làm bảo chủ ở bên đó, về cái này kính tế bên đó, rồi khi mà cựu tổng thống Trump lên, coi như là dập tắt cả đỏ, mà biết dày cũng bao nhiêu của uh, cựu tổng tổng Barack Obama từ năm 2006 ngàn đâu, cho đến năm 2010 thì anh hình như như vậy, đó. anh cái anh biết gì, gì, gì không? Trong cái thời gian ông làm cựu tổng tổng á ông hạ thuế cho người giàu dẫn đến mỹ thất thu dẫn đến mỹ gì biết không tới mức độ gì biết không nợ quốc gia nặng nhất nặng thứ hai trong lịch sử mấy trăm năm lập quốc nước mỹ thời kiện cho mình nợ quốc gia đứng hàng thứ hai và các tổng thống mỹ các các sự gia mỹ các sử gia tổng thống xếp ông tổng thống đứng chót nước mỹ không có làm ra giống cái gì đâu thì đó cắt giảm uh, thuế cho vợ uh, nhờ giàu và các công ty lớn cho đến năm 2025 này sang năm này hệ hàng này mà nếu như sang năm là khoảng 2 tỷ đó bây nhìn nếu như sang năm 2025 á, mà ngày ngày 20 tháng giêng năm 2025 mà cựu tổng hỗ đó trong tờ bao là to bạch ốc nữa thì cái dự án là 2025 thì cựu tổng hỗ trong sẽ cắt thuế đến 5.000 tỷ cho vợ nhau nhau nữa mình nữ với cắt giảm thuế như này á rồi, bây, bây giờ lại tiền đâu ông tên, lấy lấy tên. Nó nói, nói dối nè mà vừa rồi ông tuyên bố tuần trước ông nói là tôi không hề biết cái dự án hai hai mươi năm à, 20, à, anh cái tin ông không hề biết dự án hai năm không <laughs> Mình những người mà soạn dự án đó tức là những ai à, những người mà cựu nhân viên của ông là sao ông không biết được anh nát một phút trở lại. Đó, những người này những người mà cựu nhân viên của ông thì làm sao không biết được? Đó. thì trong ừ. đó có những ai là có như là Ben này rồi gọi là David Jolly này, là Kevin David này à, là Kevin Robert này đó là chủ tịch mà sao lại không biết được anh Nam? do, mà do vậy, vậy dự án đó là nằm trong kế hoạch của cựu tổng thống mà làm sao không biết được? do vậy tôi nghĩ tôi rất là đồng ý là kiếm đảng chủ nên kiếm người thay thế ông ông ông, ông Biden mà cho qua hiện nay trong tất cả cuộc thăm dò dư luận đó và cho là gì như vậy là bà Kamala Harris sẽ đứng thủ cái liên danh đó của dân chủ trong cái ghế tổng thống bà Kamala Harris và sau bà còn và trước bà thăm cái cái xếp hàng của cô thăm dò bà 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 the best phần đó là bà bà Michelle Obama biết không bà, bà Michelle Obama tuyên bố không ra và second best là bà bà Hillary Clinton và Hillary cũng tuyên bố là không ra mà hai người đó đều thứ hạng à, đều thắng trong hết em biết không mà kể cả cái người đứng hàng ba trong đảng chủ người phụ nữ đứng hàng ba là bà Kamala Harris đứng hàng ba thì tôi nghĩ nó bà Kamala Harris nên ra để thủ đi danh đó và đứng người ghế phó tổng thống là ai biết không là người nam đó là ông Newsom mà nếu ông Newsom mm -hmm. mà nếu ông Newsom mà thắng cái chiếc ghế tổng thống phó tổng thống á thì anh Bùi biết cái Calibre cũng có một một cái một cái sự quen biết cũng khá khá, khá vui phải không? Mm -hmm. thì như, như như vậy chúng ta thấy rằng cái cửa tôi vẫn nghĩ điều đó làm như vậy mình nếu cái liên danh nó ra là Kamala Harris và Newsom ra đó thì tôi tin rằng dân chúng sẽ đều chuyện chuyện mua dùi dân chúng tận hòa chỉ mua dùi bọn trung già quá rồi bác đi về hưu đi bác lú lẫn rồi bác đi về hưu đi bác nói dối nhiều quá bác không ai tin bác nữa đi về hưu đi bác thì nó sẽ bây giờ ta dồn sức ông 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 ông, ông ta dồn sức cho nó chống ông bay lên nhiều quá nó quên ông ông, ông đâu kém gì nhưng nếu bay mà rút lui cái đó thì ông Trump lộ ra thành nổi lên là một ông già nhất lẫm cẩm nhất đúng không thì mm -hmm. mọi người tập trung người đó mà đảng chủ hốt cái ghế đó tám năm cặp camera với 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 ông 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 ông, ông hốt cái cái tám năm hai nhiệm kỳ chứ không hai người còn trẻ quá anh biết không? thì tôi nghĩ ông Biden tôi nghĩ ông Biden nên rút anh mua cái nghĩ vậy không anh mua ngọc ngừ phải không anh đòi sao nè? tôi nghĩ nếu mà camera Harris ra cùng liên danh vô ông 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 ông, ông, ông. The Governor. The Governor. The Governor. Thì Gavin Newsom hả? Gavin Newsom á thì cặp nó sẽ thắng chắc thì cặp của ông Trump mới bắt đi ai Thấy không và mm -hmm. như vậy thì phía dân chủ cầm thêm cái chức tổng thống thêm tám năm nữa còn trong cái kỳ này nếu ông Biden tiếp tục ra thì cơ hội thua cái rủi ro thua cũng lớn lắm anh mùi bây giờ già quá vì lú la lúc lận Em Bùi đồng ý vậy không? Hay Bùi có option khác? thì thì thật sự ra thì bây giờ là người ta cũng lo sợ là tổng thống Joe Biden nữ như thêm bốn năm nữa thế bây giờ là sức yếu rồi bây giờ là 4 năm nữa là không biết là có là sức khỏe có có đủ để mà mà mà, mà giữ cái chức vụ hay không đó cái người ta cũng à, lo lắng như vậy anh Nam anh biết thì rồi. cái chuyện à. lo lắng này á anh thấy bây giờ có thể bây giờ trong tuần này này à, thì bây giờ bây giờ đã đang à, một số thành viên đảng dân chủ rất là nhiều bây giờ họ đang lo lắng anh Nam thì yeah. ngay cả bà Nancy Pelosi bà nói thôi thế này bây giờ cũng còn bao lâu nữa đâu bây giờ thời gian rất ngắn thì tận lệ ngày hôm nay khoảng còn 40 40 ngày nữa và 40 ngày là đại hội của đảng uh, dân chủ đó à. Thế bây giờ rằng thông tin này nó có thể nổi nổ loạn anh nữa à, thế bây giờ có thể rằng là quyết định để mà 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 mà, mà, mà chọn người để thay thế à, mà khổ nổi đó bây giờ là uh, tổng thống Joe Biden khẳng định nó như vậy à, thế thì bây giờ sự quyết định, quyết định của mình à, của đảng dân chủ mà này, là, là... bây giờ tôi thấy bà Nancy Pelosi mà bà nói như vậy đó mà ông mà ông mà, ông mà chủ tịch dân chủ trưởng của dân chủ hạ viện á. Uh, uh, Jack Ferrari à, mà ông nói như vậy thì có nghĩa rằng cái luồng gió dân chủ đang đổ lên mùi nhân ừ. rồi thôi ta dừng ở đây đi mùi cũng dài quá rồi ngày, ngày mai à, thì tiếp tục ok thì bây giờ à, th thôi bây giờ cái, cái vấn đề mà nói thôi để ngày mai đi anh Nam hả ngày ngày tôi ngày mai đi anh dạ dạ Dạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của anh em chúng tôi và không quên chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc và chào anh Nam chào quý vị chào anh